Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra các dự án nhiệt điện Nhân Trạch 3, Nhân Trạch 4 và cảng Phước An. Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 23 chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Biên Hòa sắp có thêm 2 bãi đậu xe công cộng rộng hơn 8.000 m². Xuất nhập khẩu của Đồng Nai phục hồi chậm. Biên Hòa kiên quyết xử lý công trình xây dựng trái phép dịp cuối năm. Phóng sự những cây thông Noel độc đáo tại Đồng Nai. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến thăm kiểm tra các dự án nhiệt điện Nhân Trạch 3, Nhân Trạch 4 và cảng Phước An. Theo chủ đầu tư dự án nhiệt điện Nhân Trạch 3 và Nhân Trạch 4, đến hết tháng 11 tiến độ tổng thể ước đạt hơn 72%, đáp ứng yêu cầu tiến độ. Dự kiến nhiệt điện Nhân Trạch 3 sẽ phát điện thương mại vào ngày 15 tháng 11 2024, còn nhiệt điện Nhân Trạch 4 là ngày 15 tháng 5 2025. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao dự án nhà máy nhiệt điện Nhân Trạch 3 và 4 khi đây là những dự án có công nghệ hiện đại, hiệu quả sử dụng rất cao. Khi hoàn thành sẽ góp phần giải bài toán thiếu điện, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của phía Nam cũng như cho cả nước. Về các vướng mắc của dự án, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các nhà đầu tư phải bám sát, nắm rõ quy định pháp lý, thống nhất cách làm, tiến độ. Tỉnh sẽ hỗ trợ để sớm có giải pháp tháo gỡ. Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đi thăm kiểm tra tiến độ dự án cảng Phước An. Sáng 8 tháng 12, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất với 67 trên 70 phiếu, đạt tỷ lệ 95,7%. Người có số phiếu tín nhiệm cao thứ hai là Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Sĩ Quang với 66 phiếu, tương đương 94,29%. Tiếp theo là Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Ngọc Kim Mai với 65% phiếu tín nhiệm cao, đạt 92,86%. Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Lại Thế Thông với 49 phiếu, đạt tỷ lệ 70%. Trước đó, chiều 7 tháng 12, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 23 người, gồm 4 nhân sự của Hội đồng Nhân dân tỉnh và 19 nhân sự thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phiếu tín nhiệm được sắp xếp 3 mức là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Khu đất rộng hơn 5.700 m² thuộc cơ sở 2 Bệnh viện Đồng Nai cũ, hay còn gọi là Bệnh viện Trung Cao, đã được dọn dẹp mặt bằng để làm bãi đậu xe công cộng. Khu đất này nằm ngay trung tâm thành phố, góc giao lộ giữa đường Võ Thị Sáu và Cách mạng tháng 8, nơi có mật độ phương tiện dày đặc, thường xuyên ùn tắc và nhu cầu đậu xe rất cao, nên việc cải tạo các khu đất bỏ không thành bãi đậu xe công cộng được người dân hưởng ứng đồng tình. Ngoài khu đất trên, khu đất của xí nghiệp In Đồng Nai cũ trên đường Nguyễn Văn Trị và Hoàng Minh Châu cũng được cải tạo thành bãi đậu xe công cộng của thành phố. Khu đất này có diện tích hơn 2.500 m², mục tiêu sẽ giải quyết nhu cầu đậu xe cho tuyến phố đi bộ Nguyễn Văn Trị vốn luôn đông đúc. Theo Phòng Quản lý Đô thị thành phố Biên Hòa, hiện bãi đậu xe tại xí nghiệp In Đồng Nai đã hoàn thành và tiếp nhận xe, còn bãi đậu xe tại cơ sở 2 Bệnh viện Đồng Nai sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Dự kiến cả hai khu đất sẽ có thể bố trí đậu đỗ cho khoảng 200 xe ô tô. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai 11 tháng của năm 2023 đạt gần 34,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước và chỉ bằng 5,75% kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 600 tỷ đô la, giảm 5,9% so với cùng kỳ. Từ số liệu trên cho thấy, khả năng phục hồi sản xuất xuất nhập khẩu của Đồng Nai chậm hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh là giày dép, dệt may, sản phẩm gỗ, máy móc linh kiện và phụ tùng phương tiện vận tải, sơ sợi dệt đều suy giảm đơn hàng nhiều hơn so với những mặt hàng khác. Đến nay, đơn hàng doanh nghiệp nhận được chỉ bằng 60 đến 80% so với đầu năm 2022. Bên cạnh đó, Đồng Nai là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ cho ngành giày dép, dệt may, chế tạo cơ khí, cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu, nên khi những ngành trên bị thiếu đơn hàng sản xuất sẽ kéo theo cả chuỗi bị ảnh hưởng. Những ngày gần đây, lực lượng chức năng phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa đã tiến hành cưỡng chế 3 công trình xây dựng trái phép tại khu phố 2A và khu phố 4C. Đây là những công trình nhà ở cấp 4 người dân xây lén lút cách đây khoảng 1 tuần. Để tiến hành xây nhà trái phép, nhiều chủ đất cùng với đơn vị xây dựng che giấu rất tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng kiểm tra. Phường Trảng Dài nhiều năm nay được xem là điểm nóng về xây dựng trái phép do địa bàn rộng dân cư đông, trong khi số lượng cán bộ phụ trách về đô thị hạn chế. Tuy nhiên, với sự kiên quyết xử lý của địa phương nên thời gian gần đây tình trạng xây dựng trái phép có chiều hướng giảm mạnh. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn phường đã phát hiện và xử lý 60 trường hợp vi phạm, giảm hơn 63% so với năm 2022. Nhằm không để phát sinh xây dựng trái phép phức tạp vào cuối năm, Ủy ban Nhân dân phường Trảng Dài đã tập trung công tác kiểm tra và nắm địa bàn ngay từ cơ sở.
Cây thông làm bằng nón lá tại nhà thờ Hà Phát, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa có chiều cao 47m với thiết kế 5 tầng, đường kính của tầng dưới rộng nhất dài 19m. Toàn bộ cây thông được kết từ hơn 3.900 chiếc nón lá, quả trâu, bóng đèn và dây kim tuyến. Đây là năm thứ 6 nhà thờ dựng cây thông Noel độc đáo này. Cây thông nón lá đã trở thành biểu tượng của giáo xứ Hà Phát. Tôi nghĩ là cái cây thông này nó đi vào lòng người á, bởi vì nó diễn tả cái hồn. Khi nói đến nón lá là diễn tả đến cái gì rất rất Việt Nam. Cây thông này được đón nhận không chỉ là về công giáo, không mà cả anh chị em tôn giáo bạn, các tôn giáo bạn ai cũng thích cái cây thông này, bởi vì cây thông nó mang cái hồn Việt Nam á. Không chỉ mang nét đặc trưng riêng của Việt Nam, có những cây thông Noel còn mang thông điệp bảo vệ môi trường, như cây thông Noel tại giáo xứ Minh Hòa ở huyện Thống Nhất, được kết từ 42.000 vỏ lon bia bỏ đi. Đây cũng là năm thứ 2 nhà thờ thực hiện cây thông độc đáo này. Cây thông tại giáo xứ Minh Hòa có 5 tầng với chiều cao 25m, đường kính hơn 10m. Điều đặc biệt hơn so với năm trước, năm nay cây thông còn trang trí thêm bản đồ Việt Nam. Năm nay thêm một cái bản đồ Việt Nam để ý tưởng cho con cháu, rồi cho mọi người tìm hiểu về Việt Nam một ngày một phát triển, một ngày một tốt đẹp hơn so với năm ngoái. Cái ý tưởng năm nay khác đi một chút. Hiện tại cây thông đặc biệt này đã được lên đèn mỗi tối bắt đầu từ 17:30 đến 21:00 cho đến hết Tết Dương lịch. Những ý tưởng độc đáo mang ý nghĩa tốt đẹp của người dân Công giáo tại Đồng Nai đã tạo nên sức lan tỏa. Giáng sinh không chỉ là dịp lễ của đồng bào có đạo mà trở nên phổ biến với nhiều người dân, mang đến những thông điệp nhân văn, góp phần làm cho cuộc sống thêm đẹp hơn.